Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 tháng 2 năm 2022, đừng coi thường con giáp này trong tháng 2 âm lịch. Chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà mua xe, tiền tiêu vô kể. Bất kể những con giáp khác có ra sao, nhưng với con giáp sinh năm 1984 này chắc chắn sẽ giàu nứt tường đổ vách, sống trong giàu sang phú quý. Quý mệnh chủ tuổi Giáp Tý trong tháng 2 âm lịch càng bị người đời chà đạp, khinh miệt, coi thường thì lại càng có nhiều thành tựu lớn lao trong công việc, hậu vận vô cùng giàu có từ sau rằm tháng 2 âm lịch, khiến cho nhiều người phải ghen hờn đỏ mắt. Vốn dĩ đời người phải trải qua nhiều giai đoạn thì mới thật sự trưởng thành. Thưa quý vị, chắc chắn trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, chính vì vậy không phải ai sinh ra cũng được sung sướng, chắc chắn sẽ được sung sướng cả đời. Và ngược lại, không phải ai sinh ra trong cảnh lầm than thì cả kiếp chúng ta phải hèn mọn, lầm than. Con giáp này là một trong bốn con giáp được thần tài chiếu cố đồng hậu, phúc vận song toàn, có thể làm giàu chỉ sau một đêm. Có những người chỉ cần bước qua một giai đoạn khác thì vận mệnh của họ đã thay đổi. Có người xưa nói rằng cuộc sống sung túc đủ đầy thường có 7 phần nỗ lực và 3 phần do may mắn. Chính vì vậy, trong 12 con giáp sẽ có con giáp được trọn vẹn điều đó bất kể cuộc sống của người khác ra sao. Nhưng với con giáp sinh năm 1984 này, chỉ cần nỗ lực cố gắng hơn người một chút nữa thôi, thì nếu không giàu đất tường đổ vách thì cũng sống trong nhung lụa, giàu sang phú quý, không thiếu thốn bất kỳ một điều gì. Cuộc sống viên mãn đủ đầy trong năm Nhâm Dần 2022. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát chúng ta theo dõi vận trình của những người tuổi Tý sinh năm 1984 trong tháng 2 âm lịch qua video của chúng tôi ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, mệnh hải trung kim. Theo quan niệm truyền thống, được đánh giá là cần cù, ham học, tính tình nóng nảy. Thời thơ bé gặp nhiều gian nan, là người hiếu thuận. Nam giới được nhờ vợ, nữ giới được nhờ chồng. Quan điểm hiện đại cho rằng, nhóm người này luôn theo đuổi sự hoàn hảo. Họ có tài ăn nói thuộc phái hành động, tích cực sôi nổi. Cái tôi của họ khá lớn, là người có chính kiến, cũng rất nhạy cảm với thế giới bên ngoài. Là người giàu cảm xúc, lại giỏi ăn nói, họ rất có khả năng thuyết phục người khác. Tính cách hướng nội khiến người khác chỉ ấn tượng với sự lạc quan vui vẻ, hoàn toàn không nhìn thấy tính nóng nảy hay đố kỵ của họ. Tháng này với tuổi Giáp Tý, vận hạn tốt đẹp trong mưu sự và tiền bạc. Tuy nhiên nam mạng nên cẩn thận về tiền bạc, chớ tin người, cần phải đề phòng giấy tờ và vật có giá trị. Tình cảm gia đạo an vui, nữ mạng tuy có âm phù dương trợ, nhưng do vận xấu nên chưa thực hiện được mưu sự mới. Thời điểm này, bạn cũng có nhiều cơ hội để khẳng định được vị trí vai trò của mình trong công việc, có cơ hội được thăng chức, tăng lương, lãnh đạo cất nhắc. Cũng có thể nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp, bạn sẽ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng cân nhắc. Các mối quan hệ phát triển khá tốt đẹp, bản mệnh có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân. Xét về thiên can, giáp dương mộc gặp quý âm thủy nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Giáp Tý trong tháng này, cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần phải giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Giáp Tý có nhiều cơ hội được thăng chức tăng lương trong những tháng đầu năm 2022. Bạn chỉ cần dựa vào sức của chính mình, không ngừng quyết tâm, cố gắng vượt qua khó khăn thì sẽ chinh phục được lòng tin của lãnh đạo và đồng nghiệp. Tuy nhiên, cần phải chú ý rằng, để đạt được thành công như mong đợi, bạn cần phải cố gắng hơn mọi người rất nhiều. Đôi khi bạn có thể rơi vào tình trạng lao lực, vất vả. Ngoài ra, bạn có thể bị tiểu nhân hãm hại gièm pha, khiến bạn khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy có nghĩa là có hại cho chính mình sau này. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi,
thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Giáp Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo tử vi tài lộc tuổi Giáp Tý năm 2022, tài chính của người tuổi này không có nhiều biến động trong tháng 2 năm 2022 âm lịch. Gia chủ vẫn duy trì được mức lương từ trước tới nay. Nếu đạt được thành tích xuất sắc trong công việc, có thể nhận thêm được những khoản thưởng nóng hoặc tăng lương. Người làm đầu tư kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản cũng có cơ hội thu lời từ số vốn bỏ ra trước đó. Bạn cần nhanh chóng nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt mình. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại gièm pha để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển. Bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Con giáp này cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho chính mình, giảm bớt những chi phí không đáng có. Cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mà về sau lại phải hối hận. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng tháng 2 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu người tuổi Giáp Tý không cẩn thận. Đây chính là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành đi xa cũng cần phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống tập luyện. Các quý gia chủ tuổi Giáp Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Giáp Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Năm 2022 là năm khá đào hoa đối với tuổi Giáp Tý. Người độc thân nên nhân cơ hội này để mở rộng các mối quan hệ của mình. Bạn nên cho người khác cơ hội được tiếp xúc gần gũi với bản thân. Đồng thời, nếu đem lòng yêu mến ai thì nên chủ động tiếp cận, chủ động bày tỏ, không nên để lỡ mất thời cơ tốt. Với những người đã có gia đình, vợ chồng bạn đã biết bao dung lắng nghe nhau nhiều hơn, vậy nên số lần tranh chấp mâu thuẫn có dấu hiệu giảm hẳn. Bạn biết quý trọng gia đình mình và luôn cố gắng hết sức để gia đình ngày càng tốt đẹp hơn. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022 tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Mão, lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt Thân. Đối với người tuổi Giáp Tý trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 2 năm 2022, tức ngày 6 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 2 năm 2022, tức ngày 18 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 2 năm 2022, tức ngày 30 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc.
Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Tý trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 2 năm 2022, tức ngày 13 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 2 năm 2022, tức ngày 25 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi 1984 trong tháng 2 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 2 âm lịch này. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể là người đầu tiên nhận được những thông báo về những nội dung mới nhất của chúng tôi được phát sóng trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng.